truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Các bạn ơi, thôi được rồi, cảm ơn. Thầy biết đây là giờ tự học có của các bạn. Thầy chỉ tranh thủ qua đây thông báo một tin rất là quan trọng. Ủa, tin gì vậy thầy? Ban giám hiệu nhà trường quyết định cử lớp mình đại diện trường thi văn nghệ giao lưu với các trường khác. Ủa, mà thầy ơi, bình thường mỗi năm á là ban giám hiệu nhà trường sẽ chọn những cái lớp mà có thành tích cao. Tại sao năm nay lại chọn lớp mình vậy thầy? Đúng rồi thầy. Trời ơi, có vậy mà cũng hỏi nữa. Thì lớp mình á, thành tích cao là cũng nhất khối này đúng không? Rồi tất cả các hoạt động văn nghệ hay là thể thao của trường á, lớp mình cũng đạt thành tích nhất nữa nè. Đã vậy còn cái nhất nữa là lớp mình á, nhìn đi, toàn là trai xinh gái đẹp không à. Bởi vậy đại diện lớp mình là đúng rồi. Đúng rồi, bạn Lực Chị nói đúng rồi, nhưng mà lớp mình còn được hai cái nhất nữa. Em lớp mình hồng dở nhất rồi thầy. Người ta nói gì xấu che tốt khoe. Thật ra lớp mình còn hai cái nhất nữa là lớp mình rảnh nhất và lớp mình lì nhất. Không, quậy nhất. Quậy nhất nhưng mà không sao, tại vì thầy muốn các bạn là cứ tự do thoải mái, học ra học, chơi ra chơi. Đúng rồi thầy. Cho nên khi mà có thông báo này, lớp mình tự hợp với nhau đi, rồi cử bạn nào đó đại diện của lớp mình đi thi nha. Dạ. Nhưng mà nên nhớ, thi văn nghệ tốt thì học cũng phải tốt luôn, nghe chưa? Dạ. Đó. Rồi thầy chào các bạn tự học đi nha. Bye bye. Ê, vậy giờ làm sao? Sao? Mọi người, bây giờ á tụi mình sẽ cử ra ai xung phong. Ai không được rồi nha. Nè. Ma bất đê, ngồi xuống. Lùng mà còn xấu nữa mà hát dở nữa, không có ai thi cho thi hết á. Nè, tôi có một ý kiến. Ý kiến gì? Ý kiến. Trong lớp của mình á có một người đúng cái mặt rất hề, đó là đọc âm mình cho lên diễn đọc tay. Không có rảnh đâu, tôi cũng có rảnh để mà thi văn nghệ với mấy người. Đi ra chỗ khác đi. Dung có ý kiến mà. Ý kiến vậy? Dung đang cảm thấy lâm lâm vì vui sướng và hạnh phúc. Dung muốn được thi hát. Thi hát hay lên bán kem trộn? Vô rồi xuống. Không được, bây giờ mọi người bàn đi. Ai ta? Ai, đâu lo đi. Đâu lo hát hay nè. Thôi vậy nè, nếu như mọi người không có ai xung phong á, vậy có đề cử ai không nè? Đề cử ai cho tay nè. Đề cử ai? Tôi đề cử đọc âm. Ê, không ấy còn ai hả? Bây giờ mình đề cử Tuấn Kiệt. What? Hồi bữa rẻ nhất rồi còn gì? Yeah. Ê, không biết lý do tại sao á mà lớp mình lại bình chọn cho Tuấn Kiệt cho cái cuộc gì văn nghệ sắp tới ha. Trời ơi, còn sao nữa, ngoài thành tích học tập tốt ra tôi còn tài năng, ngoại hình cũng dễ nhìn. Tăng ỉ. Theo tôi nghĩ á nha, cũng như thầy đã nói á, trường đã chọn ra một cái lớp mà hả rảnh nhất để tham gia văn nghệ rồi á, thì cái lớp rảnh nhất đó phải chọn ra một cái người rảnh nhất nữa, thì không ai khác rảnh nhất luôn. Đúng luôn á, chứ phải rảnh không rảnh nhất là ổng với ai nữa. Ờ là xin lẹ, tôi thấy cái lý do của ổng á là hợp lý nhất luôn chứ còn gì nữa, còn lý do nào khác đâu. Ê đâu lo, tôi thấy tôi cũng mừng lắm. Đâu lo chứ đâu có rảnh nhau nói đâu đó. Ủa kỳ ta, vụ này không vui à, vừa bị trôn rồi còn cho quăng cái cục bơ vô mặt nữa chứ. Rồi bây giờ mình tham gia cái tiết mục gì đây? Chuẩn bị qua loa cho xong đi, suy nghĩ nãy giờ chưa xong luôn hả? Nè, ông nói vậy được đó hả? Thầy có dặn rồi, thầy nói năm nay nè, lớp mình á, cái tiết mục sẽ đại diện của trường. Làm sao coi cho được à? Ghê vậy. Với lại tôi thấy thế này, tôi đã nhận làm leader rồi, tôi phải có trách nhiệm của tôi. Đó. Hả?
Nói chung là đã không làm thì thôi, làm là phải hết mình, hết sức, quyết tâm và rất là chỉnh chu. Giỏi á. Tôi đồng ý. Ông nghĩ như vậy là rất tốt, rất có tinh thần trách nhiệm. Không uổng công bao lâu nay tôi hỗ trợ cho ông. Trời đất ơi, Quanh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm phụ lòng Quanh đâu. Ngồi xuống, chúng ta bàn nào. À thôi, bây giờ á tụi mình bàn tiết mục văn nghệ đi. Coi mình chọn tiết mục gì. À thế này ha, tôi đã có điều tra rồi. Điều tra gì? Ông kể thử cái coi. Tôi điều tra về những tiết mục văn nghệ của trường mình về những năm trước. Để tôi sẽ nói chia sẻ một số điều này cho hai bạn nghe. Sao sao sao? Tôi điều tra trong vòng 5 năm trở lại đây. Tất cả những tiết mục ở trường của mình á rất là hoành tráng. Vô cùng hoành tráng luôn. Và có một những năm ha, tổ chức ca múa nhạc là cái bài gì? Việt Nam gấm qua. Số lượng người tới 20 người lận. Ghê vậy. Rồi chưa kể đó ha, có những năm lại có những tiết mục của múa dân vũ á. À, múa dân vũ liên khúc 3-4 bài hát. Số lượng người cũng 20 người trở lên. Trời ơi, gì ghê vậy? Đông đảo vậy luôn hả? Chưa hết đâu. Cũng có những năm á là trường của mình đăng ký ha, khai mạc mà đánh trống nghệ thuật á, đông cực kỳ lớn. Cho nên tôi nghĩ bây giờ đó, trong năm nay muốn tiết mục này hoàn chỉnh á, không riêng tôi mà phải có một nhóm thực sự có trách nhiệm, có quyết tâm thì mới làm được. Đây, bây giờ tôi nói cái này nè ha, mọi người xác định là lần cuối, chắc chắn tham gia cùng nhau hay không? Chắc chắn. Đúng rồi, tôi sẽ dốc hết sức mình làm thật là tốt. Ok. Làm màu giỏi. Cùng má. Tụi mình tới đây là để phá hoại chứ đâu phải là tham gia nhóm đâu. Nó nói gì vậy? Rồi. Thôi bạn tiếp đi, bạn tiếp đi. Thôi bây giờ vậy, tôi có ý tưởng này ha, tôi góp ý trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài hát, thấy sao? Cùng nhau hát chung hả? Ừ, top ca đó. Đây gọi là top ca hả? Đúng rồi. Thấy sao? Thấy sao? Không, đúng không. Không. Đúng rồi không? Nhất định không. Biết sao không? Tôi trong nhóm của tụi tôi á, không phải ai cũng hát top ca được, không ai cũng hát tập thể được. Đúng rồi, giống như mặt măng nè, ấy là quên. Độc âm nè, đâu có hát được đâu. Đúng, tôi chỉ làm solo được thôi. Nè, với lại á, hát top ca là một bài hát nó phải quyện nhiều cái giọng bè. Mà trong lớp mình á đâu phải ai cũng hát được. Thấy không? Cho nên là tôi thấy cái ý kiến đó là không hợp. Sao bên này ý kiến sao? Quanh sao Quanh? Thôi, đổi đi, đổi đi. Đâu, okay, đổi đi. Thôi được rồi. Không hát tóc ca được thì bây giờ mình chọn ra hai người hát song ca. Nhưng tất cả mọi người còn lại là cùng nhau múa minh họa. Hả? Không. Thôi bỏ đi. Thôi, gì vậy? Nè, hát còn không được, múa làm sao được? Nè, hát cái hát song ca đi, tôi thấy một nam một nữ hát là đẹp đôi luôn, đúng không? Đúng không? Quá đẹp. Hả? Hát song ca cái gì mà hát song ca? Trời đất ơi. Tập thể của lớp mà hát song ca cái gì? Thằng này nó mê gái giả mang luôn. Đúng rồi, sao mà được? Lỡ như mọi người không chọn tôi hát song ca rồi bắt tôi muốn minh họa cho người ta hả? Không được. Đổi đi, ý kiến khác đi. Làm cái gì đơn giản đi. Thôi rồi, để suy nghĩ xíu coi. Đúng rồi, làm đơn giản nha, như Minh Tinh nói nè. Nếu chọn phong cách biểu diễn không được thì chuyển sang thể loại âm nhạc thử xem. Suy nghĩ ra chưa tính kiệt. Rồi, bây giờ vậy. Top ca cũng không được, song ca không được. Ha. Rồi hát bài này bài kia không được. Tôi có ý này, thay vì bây giờ mình hát thể loại nhạc đi, hát nhạc sôi động, nhạc trẻ trước hay sao? Được. Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ